Em ăn cơm chưa? Anh nói chuyện nhạt nhẽo nhỉ? Anh có cách hỏi nào thú vị hơn không? Vậy em cho tôi xin phép được hỏi, tính tới thời điểm hiện tại, em đã thực hiện hành động dung nạp thức ăn vào dạ dày để vận hành quá trình trao đổi chất nhằm bổ sung năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể chưa? À, rồi, thế bây giờ anh có muốn hỏi gì để tìm hiểu thêm về em không? Cho anh hỏi, em có thể cho anh biết hiệu số của phép tính mà trong đó gồm các thành phần với số bị trừ là năm hiện tại và số trừ là năm mà em được sinh ra không? Là sao cha? Ý anh hỏi ấy là số tuổi của em đó. Chẳng phải em thích hỏi một cách thú vị sao? 23 tuổi. Thế có hỏi gì nữa không? À, thế thì anh xin được mạn phép hỏi tri thức và kỹ năng lao động mà em có được trong quá trình huấn luyện chuyên môn hoặc qua thực tiễn cho phép em có thể thực hiện một loại hoạt động nhất định trong hệ thống phân công lao động xã hội nhằm tạo ra vật chất phục vụ cho cuộc sống của em là gì được không? Này, anh nói luyên thuyên cái gì đấy? Thì ý anh hỏi là nghề nghiệp của em là gì đấy? Chẳng phải em thích hỏi một cách thú vị hơn hay sao? Tôi hơi mệt anh rồi đấy. Thế còn anh làm nghề gì? Chả giấu gì em, anh hiện tại đang công tác trong dây chuyền cung ứng các chuỗi thẻ ghi mã số mang nguồn thu tiền tỷ do nhà nước phát hành trên phạm vi toàn quốc đem ạ. Ôi em ơi, hoành tráng thế. Hay nói ngắn gọn hơn, anh bán vé số.